Hai tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh chương trình đọc truyện đêm khuya vị thính giả thân mến, kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe truyện ngắn Nghề nguy hiểm của nhà văn Nguyễn Thu Phương. Tôi đã chọn nghề báo. Anh Phan nói nghề đòi hỏi phải xông pha, phải dấn thân, phải cứng cáp, phải hiểu biết nhiều để xử lý nhanh lẹ và thông minh các tình huống, đồng thời biết cách tự bảo vệ mình. Đó là phương châm làm việc của cô sinh viên thực tập trong truyện ngắn của nguyễn thu phương khi cô chọn viết báo là nghề nghề báo nghề nguy hiểm nhưng nhiều vinh quang bây giờ mời quý vị nghe truyện ngắn nghề nguy hiểm qua sự thể hiện của hoàng lan và xuân khoa phòng có 12 người đàn ông, thêm tôi như bông hoa lạc giữa rừng cơm. Buổi sáng đầu tuần họp giao ban, sếp nhìn tôi cười cười, nói Tùy em, muốn thực tập ở tổ nào thì theo tổ trưởng của tổ đó để nhận phân công. Tôi không học báo chí ra, mà học quản trị kinh doanh. Tạm thời chưa xin được việc ở đâu. Tôi mê viết, mê có bài được đăng và trước hết cũng phải ăn phải tiêu phải làm ra tiền để duy trì sự tồn tại ở đời như bao người khác trưởng thành không lẽ cứ hoài ngửa tay xin tiền ba mẹ anh phan tổ trưởng tổ xã hội có khuôn mặt sừng sượng hầm hố chẳng khác gì một tay anh chị phan khoe nhờ có bộ gió giang hồ anh dễ dàng đột nhập những điểm nóng thu thập tư liệu sống chỉ một cái nháy mắt làm quen khá xuồng xả của anh. Tôi gật đầu xin theo anh thỏa giáo. Để chiếc xe cà tàng của mình ở tòa sạn, tôi ké ra anh đi nghe sự án lưu động tại công viên. Một vụ buôn bán ma túy. Trong khi tôi lo ngẩng cổ, ngắm tên tội phạm mặt bún ra sữa, đang rung lẩy bẩy, cúi gầm mặt xuống nền đất, lấm tấm qua điệp vàng trước đông đảo người xem. Phan đã kịp chụp mấy kiểu ảnh, kia được vài trang tóc ký bằng một loại ký hiệu quái lạ của riêng anh và xin được danh thiếp của nữ luật sư bào chữa. Dụ xử án xong, không biết bằng cách nào, cô luật sư trẻ nhận lời đầu chờ chiều cùng Phan đi quán. Phan bảo, quán xá là chỗ những người trẻ như anh khai thác được nhiều thông tin nhất. Nếu không bị mắc kẹt cái rờ mọc là em á, thì anh đã đi ăn trưa với cô ta luôn rồi Nàng có bộ cũng mướt lắm chứ Phan giấy mắt sùng xả Tôi chưa kịp nói Anh cứ đi đi Em có hẹn với người yêu mà Thì hát nhắn tin cho mấy tôi Anh đang bị kẹt xe cứng ngắt Trong một đám cháy lớn ở quận X Có lẽ cũng còn lâu mới thoát mà Cái gì? Quận X hả? Cháy ở đâu? Phan hối hả chở tôi Chui vào một loạt đường tắt chằng chịch hẻm hóc để tránh kẹt xe. Rốt cuộc cũng đến được nơi xảy ra đám cháy. Lửa đã tắt, nhưng tro còn âm ỉ nóng. Khi xông vào chụp ảnh, Phan tưởng tỉm cười, nhìn đôi guốc cao bảy phân tôi an toàn chỉ đóng tro nóng, gật cù ra chiều hết sức tâm đắc. Một thanh xà nhà cháy sót bất ngờ rớt ngang chai anh. May mà Phan không sao. Phan phỏng vấn bốn người chân mặt mũi tèm lem bụi than và nước mắt nước mũi chứng kiến từ đầu sự việc bốn người đưa ra bốn nhận định rất khác nhau về nguyên nhân của vụ cháy pha âm tất không bình luận chụp thêm ảnh ở ngõ hẻm ra đường dây điện chăng cả về như nồi chỉ rối chụp một loạt ảnh những khuôn mặt nạn nhân bàng hoàng ngơ ngác không kịp ăn trưa chúng tôi giọt luôn lên trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nơi sĩ quan trực ban đang tiếp nhận đoàn xe chữa cháy trở về, và cả một số phóng viên của các báo khác. Ở đây, Phan Kỳ chép thêm được ba trang ký hiệu nữa, cùng các số liệu sơ bộ ban đầu chỉ các tổn thức. Lúc ăn trưa ở quán Đình Chân, gian đường, Phan gọi về tòa sạn. Nói một hồi, anh tắt bục máy có vẻ hận. Lỗ công, ngủi ngắt. Quên đăng ký đề tài trước. thằng An đã làm xong bài vừa nộp. Cái thằng coi nhỏ con lóc chóc mà lánh lẽ gớm. mày ra chỉ còn xài được mớ ảnh. Chắc sẽ đề nghị với tòa soạn làm nửa trang vận động cứu trợ cho các nạn nhân thôi. Điện thoại phan reo. Alo. À, xin lỗi ai đâu vậy? Người đầu chơi bên kia nói gì đó rất lâu. Phan không kịp nói lại, đã cúp máy luôn. Mặt Phan hầm hầm, có vẻ cấu tiếc. Có chuyện để làm nữa rồi bức dây động rừng. Phan gọi cho Thành, giao lại vụ cặp đầu giờ chiều với nữ luật sư trẻ ở quán cà phê Z. Và không quên nói. Yên tâm đi, cô em sạch nước cản lắm. Giao lại cho mày, tao hơi tiếc đó. Anh gọi về nhà cho vợ, dặn chị ôm con chi tản ngay chị bên ngoại và ở lại đó khoảng 15 ngày. Giải nghiêm túc của Phan cho tôi biết là anh không đùa. Thấy tôi tròn mắt, anh búng tay đánh chốc. Hồn đen gọi cho anh ban nãy, hắn hầm dọa nếu không ngưng loạt bài về thế giới ngầm trong hệ thống vũ trường của hắn. Bọn đàn em của hắn sẽ không để cho anh ăn ngon ngủ yên đâu. Sao anh không báo cho bên hình sự biết? Bên ấy họ đã biết từ đầu. Họ rất nhiệt tình cộng tác và theo sát mọi diễn tiến vụ việc. Nhưng đã dấn thân thì tốt nhất là phải tự biết cách bảo vệ mình em ha. Bản thân anh thì không sao. Chỉ lo sợ con không biết đường để đối phó. <laughs> Sao? Ta thấy sợ cho em bé Dạ, cũng hơi hơi ớn Theo đề nghị của sếp Tôi đi với Thành thực hiện phóng sự Và lấy chồng Đài Loan Thành mặt mày chân chất Cao lều nghèo Tay chân có vẻ thừa thái dùng về Đống vai ông anh hám tiền Đi tìm mai mối để gã bán đưa em gái ở dưới quê lên. Rốt cuộc, thành làm đám cọ tin. Còn người gây hỏng kế hoạch lại chính là tôi. Bộ mã tôi sắm sạch sẽ và văn minh quá, nên họ không tin tôi là dân ở dưới lên mà. Tôi nhảy qua tổ kinh tế thị trường, xin đi theo anh Lãm. Anh Lãm đẹp trai bảnh bao nhất phòng mà, nhưng tiếp xúc mới biết là anh nói chuyện vô duyên hết sức. Có lẽ để cho tôi thư giãn sau mấy phen căng thẳng, anh dắt tôi đi một vòng các siêu thị thành phố làm trang gốc người tiêu dùng, chuyên giới thiệu các mặt hàng mới và hàng đang bán chạy trên thị trường. Tranh thủ kết hợp, anh xin được cho báo hai cái quảng cáo. Buổi chiều chúng tôi tới trung tâm bảo vệ khách hàng, hỏi thăm tình hình hàng trang hàng giả và lấy thông tin về các vụ kiếu này cùng các phản hồi xử lý. Tôi cho rằng công việc không đến nỗi tẻ nhạt, nhưng cách lãm làm việc không hấp dẫn tôi. Dường như bao nhiêu duyên dáng, uyên thâm, anh đã gửi hết về câu chữ. Đọc bài anh, tôi thích lại nể, còn đi với anh thì tôi thấy mệt quá. Đầu buổi sáng hôm sau, xếp chị cho lãm cái thư phản ứng ba trang A4 dài thuộc của công ty A. Chị bài viết của phóng viên Lâm Trang, bút danh của lãm, chiêu tiếp thị bằng cách nói xấu bôi bát công ty khác của công ty này bị anh đưa ra phê phán khá nặng ở số báo tuần trước và họ đặt ra nghi chứng nhà báo lâm trang ăn tiền của phía bên kia lãm cười ba cái trò tầm phào này có gì lạ đâu anh bình thản dùng bút dạ quang tô những chi tiết đáng lưu ý rồi kẹp lá thư và hồ sơ bạn đọc để chuyển qua cho ban tòa soạn cho bạn đọc xử lý ngẩng nhìn tôi anh đùa Tội dạ gì phải giết xấu người này người khác Đúng không em Từ nay anh sẽ chỉ giết khen Để được người ta biết ơn Hậu tạo hòa cáp biếu sáng Hoặc cho nhậu nhạc ê hề sướng cái thân Đúng là lãm Nói vậy Nhưng không phải vậy Tổ cơ sở hạ tầng bao gồm mảng đề tài cầu đường trường trạm Tổ trưởng Phi Huy nhìn tôi Mặt khó đâm đâm Như tìm các vết nứt của chiếc cống hộp Mới thả xuống công trình đường liên cảng X anh nói bằng giọng rinh rít khó nghe đây không phải là chỗ cho ai cưỡi ngựa xem qua đây là đầu não phát sinh mối thuộc truyền kiếp với ngành giao thông công chính theo những tấm ảnh treo đầy cái phòng truyền thống của báo tôi biết hai người này là cặp bài trùng của những lần hội diễn văn nghệ toàn ngành báo chí một người hát hay còn một người thì gãy guitar cực nhuyễn à, năm ngoái tôi hạ tầng cơ sở giật được cái giải nhì báo chí về loạt bài điều tra những tiêu cực của tổng công ty b trong quá trình thi công cái trường đại học n tuy vậy theo cảm nhận của riêng tôi á người hùng phi huy cũng đừng lên đấy đó làm cớ để sắm bộ mặt sắc đen xì với đàn em mới vô nghề như thế hôm sau khi theo xuân và dũng đi làm tôi được biết ngay trước tôi vừa có một em phóng viên tập sự lán chán cái tổ này được hơn một tháng thì than chiều không nổi rồi biến đúng là khổ thiệt nhất là với một gai trẻ nắng bụi mùi nhựa đường nóng hắt bốc hơi hầm hập trên cung đường đang thi công dở người ta chạy xe ào qua một chút cũng phải nhăn mặt trong khi chúng tôi phải xông vào hỏi hang ghi chép chụp ảnh lăn lộ kiểu này tự hỏi được mấy bữa diễn cảnh héo tàn sẽ tới chắc đó cũng là ý kiến kiến cái phòng kinh tế chính trị xã hội đời sống này của báo không có lấy một bóng hồng làm dáng Còn tổ chính trị tôi chưa kịp thử Thì sếp bảo ngày mai cấp cặp cho sếp đi dự hội thảo về tinh học cấp toàn quốc Đi với sếp tôi mới phát hiện ra châu Mỹ Sếp rất giỏi về nhiều thứ Đúng là người phụ trách một phòng Thì phải có kiến thức sâu và rộng cỡ đó Sếp cười Mình là kẻ chơi đầu chịu bán mà Không ông hiểu làm sao biết chúng nó giết có trực hay không Để biên tập xử lý Rồi lỡ có đụng chuyện biết đường đâu mà cãi anh bây giờ đang khăn gói theo học đủ các loại lớp đêm của các trung tâm về đủ ngoại ngành tiếc là công việc quá bận rộn không có điều kiện để học các lớp chuyên sâu làm xếp như vậy có phải vui sướng gì đâu công việc đè nặng trên đôi vai của những người chịu trách nhiệm trước xếp cao hơn và nhất là trước công luận cứ cho tụi nó lên ngồi ghế anh một tuần không chỉ một ngày thôi là tụi nó khác biết Hội thảo kết thúc buổi trưa có bao thơ chạy nặng Nhưng vẫn đã ăn Tiệc đứng mà Sếp hỏi tôi Em có muốn đi đâu ăn không? Sao không ăn ở đây à? Tôi ngạc nhiên Quá ra sếp cũng giống tôi Không thích kiểu ăn vừa trốn đông đông đúc Mà lại tự lăn sang tự phục vụ Chúng tôi rời hội thảo Sếp lấy xe chở tôi Đến một quán nhỏ thanh lịch vắng vẻ Có nhạc êm quán Huế giữa lòng Sài Gòn mà. Trong bữa ăn tự nhiên sếp nói lạc đề về chuyện thơ thẩn. Quá ra những giờ rảnh sếp cũng hay làm thơ. Đôi khi có được bài hay, ưng ý còn dám đăng báo. Tuy nhiên thơ sếp tôi không cảm được lắm. Cứ nghe sến và giả. Sếp chợt nhìn tôi, cái nhìn kỳ lạ, khó cắt nghĩa. Như khi gặp em, anh cũng làm được mấy bài thơ đó để rồi anh chép cho em sao? Ngay từ khi em mới về phòng thực tập, anh đã chú ý tới em. Giọng xếp thật tình cảm, nhưng nghe cứ cảm giác giả dối khó chịu. Tôi gắn cứng, hỏi lại ông. Chú ý sao à? Em xinh lắm, trẻ trung và rất dễ thương. Nè, em có đồng ý đi uống cà phê với anh không? vài đôi tình nhân trẻ cười rút rít Giấu mặt vào nhau Khi chúng tôi đi qua Giờ này một thành phố Với rất nhiều người đang làm việc hối hả Nói đâu xa Các anh phóng viên ở báo tôi Đang tỏa đi khắp các hướng để làm tin Vì mà lại có những kẻ bận rộn Và mỏi mệt ở đây Cuối cùng cũng đến chỗ ngồi Xếp nhìn tôi vào trong Ông ngồi ngoài Khi xếp gọi nước người phục vụ tính tiền luôn bóng tối bao trùm. Sếp dạo đầu bằng việc khuấy ly nước cho tôi. Uống đi em. Tôi dạ cứng người cầu mong chuyện sẽ không xảy ra như tôi đoán. Rất đột ngột, xếp choàng tay qua ôm siết lấy tôi, phụ lấy tôi bằng một nụ hôn cưỡng bức. Mùi đồ ăn chưa kịp tiêu hóa phả ra từ miệng xếp. Hành động đáng kinh đã sổ tuyệt tất cả những gì tốt đẹp trong suy nghĩ của tôi về sếp. Tôi đứng dậy, cố kìm mình để nói nhỏ. Vậy là đã rõ cái điều tôi muốn chết về tư cách của ông. Ngồi xuống đi em, đừng đứng lên như vậy chứ. Không, tôi về đây. Đừng, đừng, đừng về, anh, anh thương em mà. Chớ vẫn dẫn thật, làm cái quái gì có thứ tình thương chấp nhoáng 30 giây tôi đã chọn nghề báo anh phan nói nghề này đòi hỏi phải sông pha dấn thân phải cứng cáp phải hiểu biết nhiều để xử lý nhanh lẹ và thông minh các tình huống đồng thời biết cách tự bảo vệ mình tôi không bao giờ chọn con đường làm một cô bộ nhí xếp nghĩ non với những lời dụ dỗ giọng ông nghe chả chớt rất kỳ khôi nếu em chấp nhận là tình nhân của anh anh hứa rằng hai năm thực tập của em sẽ chỉ có 6 tháng. Giàu biên chế rồi sẽ được hưởng lương phóng viên mức 1 đến 2 triệu đồng một tháng, đâu có ít. Chưa kể thưởng riêng, rồi bao thơ đi họp hành hội nghị này nọ, rồi dẫn bút và công tác phí, quà cáp họ sẽ biếu sáng. Ngon đấy. Một khởi đầu có vẻ xôm đối với một đứa con gái mới chào đời như tôi. Nhất là khi tôi đã liên tiếp bị lắc đầu, lạnh lùng, ở cả chục công ty với những hồ sơ xin việc đầy đủ các thứ bằng cấp từ đại học đến anh văn vi tính nơi duy nhất nhận tôi do hát người yêu của tôi giới thiệu và xin sở giúp là một nhà sách máy lạnh của tư nhân nằm gần một trường đại học người bạn của hát bảo lãnh cho tôi Thời gian đó tôi làm nhân viên bán hàng theo ca ngày 8 tiếng, liên tục không nghỉ trưa. Lương tháng 700.000 đồng, không có phụ cấp gì khác. Một nơi làm toàn phái nữ. Bên ngoài nụ cười bên trong, xúc xỉm xỉa xói nhau từng ly từng tí chiếc xếp nhỏ, xếp lớn. Nhưng khổ nhất chính là nạn mất sách. Mất nhiều đến quái đảng, dù chúng tôi luôn căng mắt ra canh chừng tất cả các quý khách, phần lớn là những sinh viên hoặc giáo sư của trường đại học láng giềng. Sách mất bao nhiêu? Kiểm kê tháng quy ra tiền chỉ đầu người đền theo tỷ lệ có tháng mất toàn sách ngoại văn giá vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng lương chỉ còn hơn ba trăm đứa nào đứa nấy méo mặt oán than hết trách mắt điện tử gắn ở cửa ra vào bị chập mạch vô dụng lại quay sang cằn nhằn mấy anh bảo vệ toàn là những điệp viên bất tài dạng sự đều không không thấy nhưng nếu nhận lời sếp thì sao chị nghĩ đến việc sẽ buông xuôi chấp nhận và sau đó sau đó nữa cơn rùng mình nổi lên lúc đó sếp bỗng mạnh tay kéo tôi ngồi xuống tôi quay mặt đi sếp tỏ vẻ bực càng giọng không chịu tôi chuyện này sao em lại nhận lời theo tôi vào tới tận đây không vào thử hỏi làm sao tôi hiểu được bề tối của ông khác hẳn chứ bề sáng mà ông đã tự quảng cáo con người đâu phải thánh tôi làm gì khác được khi phải chịu đựng một cuộc sống gia đình không hề có hạnh phúc tâm hồn tôi rất nhạy cảm vậy mà vợ tôi không bao giờ quan tâm đến công việc của tôi đến bản thân tôi đến tâm hồn tôi gặp em tôi đã hy vọng rằng thôi xin ông làm ơn đừng nói nữa tôi muốn gân cổ gào lớn rằng tôi thất vọng quá về một con người nhưng tôi cố nén. Tôi quả quyết để cái bàn, để lấy chỗ bước ra ngoài. Không hiểu bằng cách nào, trong bóng tối, tôi đi tới được cầu thang, xuống gác, rồi ra tới ngoài đường. Trong khi tôi đứng ngoài đường chờ xe, thì sếp đã xuống đứng kế cạnh tôi. Thôi, để tôi chở cô về. Cảm ơn ông. Dù sao tôi xin cô đừng kể cho ai nghe chuyện này. Cả ở cơ quan, mấy đứa phòng mình vợ con tôi, tôi lạnh lùng. khi tôi dám vào thưa ông nghĩa là tôi tự tin rằng mình có đủ bản lĩnh để nguyên chuyện trở ra, có sức chơi có sức chịu chứ. sao ông hèn chữ vậy? nhưng ông yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu. tôi không nói với ai không phải vì sợ ông ta hay thương hại gì cả, mà chỉ vì một điều này: vợ của ông ta chính là cô giáo cũ của tôi. Cô Nhung dạy chăng lớp 12 là người nhân hậu, tinh tế, đoan trang, đức hạnh mà tất cả đám học trò chúng tôi dạo đó vô cùng thương yêu, kính trọng. Anh nghĩ em nên nghĩ đi xin chỗ khác làm, nghề này nguy hiểm quá." Tôi như hình chung ra cái nhíu mày đầy thất vọng quanh phan, nếu biết tôi bỏ cuộc nhà báo Quy Phi sẽ càng có cơ hội để khẳng định lại lần nữa với các đồng nghiệp của mình rằng Thứ con gái ẻo lã, chỉ tài cởi ngựa xem qua chứ làm được gì. Còn ông ta, có lẽ sẽ nhẹ người lắm khi nhổ xong một cái gai. Còn tôi, cánh cửa mở vào nghề nghiệp kể như sẽ đóng lại, có khi là vĩnh viễn. Quý vị thính giả vừa nghe truyện ngắn Nghề nguy hiểm của nhà văn Nguyễn Thu Phương. Tiếp theo chương trình mời quý vị nghe truyện ngắn Quà của mẹ của nhà văn Nguyên Hương. Dẫn với cách viết nhẹ nhàng, nhà văn Nguyên Hương đi vào lòng người nghe với những tình tiết truyện thật xúc động. Mẹ đã vất vả vì con suốt cuộc đời. Món quà của mẹ có cả những giọt mồ hôi, nước mắt đã chấp cánh cho con bước vào tương lai tốt đẹp. chị suy đi tính lại mãi sinh nhật sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giàu chị lẩm bẩm thành tiếng nó không thể trách mình được lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện vất vả lắm rồi còn sinh nhật biết nít trời ạ chị thấy tội cho con gái mười lăm tuổi lứa tuổi bạn bè mơ mộng này nọ thì nó ngoài giờ học phải khơm người bên cái cối xây đậu nành giúp chị rồi khi chị gánh đậu hũ đi bán thì cơm nước giặt vũ. Tội nghiệp, buổi tối nó xin chị đi học thêm tiếng Anh. Mà 8.000 đồng mua quyển sách chị vẫn chưa cho con tiền mua. Tối nào nó cũng mượn sách của bạn về ngồi chép lại bài. Nếu mình có tiền, chị thở dài, nỗi ước mơ thường hiện trong tâm trí. Thôi thì lại an ngủi. Nhà mình nghèo quá, tìm cách khéo khéo từ chối bạn bè nghe con đã bao nhiêu lần nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn bè con chị phải lắc đầu kiếm cớ không đến những tấm thiệp màu hồng chiều nay thật khó xử đây là lần cuối cùng tao còn gặp gỡ bạn bè vài ngày nữa tao theo ba má xuất ngoại nhớ đến với tao nghe thùy nghe con gái cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp rồi cắn môi nhìn đâu đó trên trần nhà. Chị lo lắng. Hmm, con gái lớn biết đâu. Sao? Đọc cho mẹ nghe cái thiệp viết gì vậy Tèo? Thằng Tèo đang học lớp 2. Phòng môi, phòng má đánh dần những dòng chữ bay bướm nghiêng nghiêng. Chị nghe xong thở dài. Nếu một ngày dài ra thêm một buổi, thì chị sẽ gánh thêm hàng đi bán nếu mình trúng số nếu nhưng chẳng có cái nếu nào xảy ra cả chị buồn rầu nhìn con lặng lẽ làm công việc thường ngày và vẫn ngoan ngoãn dạ mỗi khi chị gọi sao con có định giữ tiệc chia tay với bạn không gần thi rồi con ở nhà học bài mẹ ơi con chị trả lời thản nhiên nhưng chị thấy nỗi luyến tiếc đầy trong mắt nó chị thấy thương con đến khoảng lòng chị buộc miệng uhm, sang năm thì mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con nha chị buộc miệng vì muốn bù đắp cho con nên chị muốn nói điều gì đó thật đặc biệt mà chị không kịp suy nghĩ thùy kinh ngạc mở to mắt nhìn mẹ Cuộc sống dường như có mục đích mới Chị tàn thiện về sẻn từng đồng Chị nhất định cho con có một ngày vui Mục đích này khiến chị phấn chấn hơn Chừng như chị đã vượt qua được những lo toan cơm áo hàng ngày Tiếp dương tới một mối quan tâm tốt lành hơn Buổi tối, khi các con ngủ say Chị ngồi nhẩm tính đã dành dụng được bao nhiêu Rồi chị làm một việc rất ư lãng mạn Là nhớ ngày sinh của các con Ngày sinh thằng Úc là ngày buồn nhất Vì anh chết trước đó mấy tháng Thằng Tèo sinh ra vào một ngày mùa hè Cây phượng ngoài sân bệnh viện sản đỏ rực qua Còn Thùy là một ngày giáp Tết Anh chị đã mua sắm cho đứa con đầu lòng Bao nhiêu là quần áo theo xinh xắn Chị mỉm cười vui vui tưởng tượng đến một ngày sang năm Con của chị mặc một cái áo đầm màu hồng kết thật nhiều ren và những cái nơ xinh xinh cài trên tóc. Trận sốt xuất huyết của cô út làm tiêu tan số tiền dành dụm của chị. Thụy dường như đã quên lời hứa đột ngột của mẹ. Cô bé vẫn làm công việc như thường ngày. Dài dạo này lại còn nghiêu ngao hát. Chị lặng im vì biết vậy là thôi. Biết là thôi mà lòng vẫn bức trước càng gần đến ngày sinh của Thùy chị càng thấy nao nao. Buổi chiều, vào đúng ngày sinh của Thùy, chị đặt gánh đậu hũ với bóng mát của mái hiên một cửa hàng bán sách. Cô bán hàng, gọi một chén đậu hũ. Trong lúc ngồi chờ cô bán hàng ăn, chị nhìn dãy kệ cao, chất bao nhiêu là sách bìa trắng, bìa đỏ, bìa vàng. Đập vào mắt chị, là quyển sách quen thuộc, mà đêm đêm Thùy mượn bạn bè về ngồi chép lại Chị không biết chữ Nhưng quyển sách quen đến nỗi chị nhận ra ngay Bìa màu xanh dương Dày khoảng một đốt rưỡi ngón tay Và hàng thẳng Chỗ dài, chỗ ngắn Chị nhớ rất rõ Chị rụt rè hỏi Quyển sách đó bao nhiêu vậy cô? Um, quyển nào hả chị? Dạ đó quyển có chữ đầu công công đó. À, um, Streamline tập 1, 8 ngàn. Chị thò tay nắm cuộn giấy bạc, được cột chi thun cẩn thận trong túi. Nó cần quyển sách này từ năm ngoái. Thằng Út mới đau dậy, tiền thuốc tiền thầy, đủ thứ tiền trên đời. À, cô bán cho tôi quyển đó đi, rồi cô giết dùm. Cô giết dùm tôi là mẹ tặng con vào ngày mẹ sinh ra con. Chị bối rối đến đỏ mặt. Cô bán hàng vui vẻ cầm bút. À, viết như thế này nè, hay hơn. Con yêu quý của mẹ, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật, mẹ yêu con lắm. Dạ, cảm ơn cô. Ừm, uhm, có cần gói giấy màu tắt nơ không chị? Chị ngần ngừ, cô bán hàng nhìn vẻ phân dân của chị, rồi cô nhìn ra gánh đậu hũ bên ngoài, giọng cô dịu dàng: À, vậy con có chị bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ 16." "Tôi tặng chị giấy gói và cái nơ màu tím này nha." Cô bán hàng gài cái nơ thật khéo lên gói giấy màu vàng qua cút và mỉm cười trao cho chị. Sợ lũ nhỏ ganh tị, chị đợi cho tất cả đi ngủ rồi mới đưa gói quà cho Thùy. Cô bé thì thầm. Ủa, sao mẹ biết con thích màu tím vậy? Ừ, màu tím. Chị nhìn cái nơ và thì thầm lặp lại. Chị quên mất chính cô bán hàng đã chọn cái nơ màu tím tặng cho chị. Hình như chính chị đã chọn cho con gái. Đúng như vậy. À, mẹ Thùy kêu lên khi mở gói giấy ra. Con cần quyển sách này phải không? Thùy mân mê quyển sách và ngước nhìn chị. Hai mẹ con ôm nhau dưới ánh đèn khuya. Cô bán hàng nhìn cô bé 16 tuổi ngập ngừng bước đến. Hôm qua đó, mẹ em đã mua quyển sách này ở đây phải không chị? Ừ. À, hôm qua. Mà, mẹ em là ai? À, có phải bà bán đậu hũ không? Dạ phải. Có chuyện gì vậy? Ừ, em đã học xong quyển một rồi, mà mẹ em không có biết nên chị đổi giùm em tập hai được không? Nhưng Mẹ em đã viết vào sách rồi, làm sao tôi bán cho người khác được? Viết? Cô bé mở to mắt. Mẹ em viết à? Không, tôi viết dùm. Em không mở sách ra sao? Cô bé ấp úng. À, dạ, em đã thuộc lòng gửi sách này. Giả lại, mở ra, em sợ dơ, khó đổi. Xin lỗi chị, em... em không biết mẹ em đã... Cô bán hàng, nhìn theo cô bé đang dậm chân quay ra. Cô suy nghĩ rất nhanh. À, này, này, này cô bé, đi đây tôi đổi cho. Cô bé nhìn cô bán hàng, rồi cúi lật trăng đầu của quyển sách trên tay. Con yêu quý của mẹ. Thôi thôi, em, em có đổi đâu. Cô bé nhẹ lắc đầu. Ánh mắt cô bé động lại đưa bàn tay của cô bán hàng đặt trên quầy lời yêu thương của mẹ được viết bởi bàn tay này. Trái tim cô bé thổn thức đập, cảm thấy bàn tay mình nóng nóng, cô bán hàng trục tay lại. Khả năng giao tiếp linh hoạt thường ngày biến mất. Cô lặng im, nhìn cô bé ôm quyển sách màu xanh bước đi giữa trời mưa nắng. thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với những truyện ngắn và tùy bút chọn lọc. Rất mong quý vị đón theo dõi. Phần cuối chương trình mời quý vị nghe truyện ngắn Những cánh chim bạc gió của nhà văn Trầm Nguyên Ý Anh. Đó là những đứa trẻ lang thang, lấy đường phố làm nhà, xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau, bọn trẻ đã gắn bó, thương yêu nhau và nhờ những tấm lòng của những người xung quanh như trung như anh em trong hội chữ thập đỏ đã giúp cho bọn trẻ sống tốt hơn và sẽ được sống hạnh phúc nơi chúng đã sinh ra xí được cái này tụi mày ơi Tiếng hét mừng rỡ của thằng Đực bù rầy Làm có bọn quay lại Hai anh em thằng chắc Thằng mót nhào tới bên thằng đực Đâu Cái cái gì đâu Trên tay thằng đực Là cái đồng hồ đeo tay Loại khá đắt tiền Đã lắm lem bùn đất Cả đám bụi đời tròn mắt Thằng đực không giấu được vẻ vui mừng Tao thấy nó chiếu chiếu sáng Tưởng cái gì Ai dè Vô mánh rồi Đãi tụi tao một chầu đi Ừ, đãi đi, bún riêu bà tám lé, một tô năm ngàn chứ mấy mày, lâu quá đâu có được ăn, tụi tao thèm quá à. Thằng được cả cả cái đồng hồ vô áo làm như ta đây rành lắm. Thứ dữ tụi mày ơi, mà không biết bán cho ai bây giờ hả? Sáu cặp mắt chớp chớp ra chiều nghỉ ngợi, sáu gương mặt lem luốc ra vẻ đâm chiêu, thằng vui bỗng nhíu mặt. Đừng cho thằng cha cù lũ biết, thằng chả bóp cổ tụi mình ói hết. Ờ, à, cái thằng thấy ghét. Vậy thì thề đi, đứa nào nói cho thằng chả biết thì trời đánh thánh đâm. Cả sáu đứa giơ cánh tay lên. Những ánh mắt thơ ngay tin tưởng, chúng rất tin lời thề. Thôi, bây giờ về. Đực bù rầy ra lệnh. Không phải vì nó là đứa lượm được cái đồng hồ và sẽ bao tụi kia một chầu bún riêu. Nó là đứa đầu đàn trong nhóm, đói no, nó đều có trách nhiệm đêm trận mưa ban chiều đã thành hẳn nhưng hơi lạnh vẫn còn bàn bạc trong bầu không khí tĩnh mịch của thành phố về khuya đầu con hẻm nhỏ phía sau cái bàn bún riêu của bà tám lé là sáu đứa trẻ đang chen chúc nhau thằng đực bù rầy mười ba anh em thằng chắc thằng mót đứa mười đứa chín thằng vui mười hai con rảnh bằng tuổi thằng đực nhưng khôn ngoan lọc lõi hơn úc mỹ mới được bảy tuổi vừa được thằng đực cho nhập băng hồi tháng rồi đó là một ngày mưa đực bù rầy đang rầu thúi ruột vì không lượm được gì mặt mày nó tái xanh các hàng quán ế ẩm thằng chắc lại lên cơn sốt chiều hôm qua còn hai ngàn trong túi nó đã mua tô cháo quyết cho thằng chắc ăn lấy sức cả bọn được bà tám lé cho chỗ nước bún riêu còn dư với thau cơm nguội của chủ ngôi nhà lầu đầu sớm vậy là chúng cũng qua đêm băng qua đường định vào khu chợ thằng đực thấy một đứa con gái ốm yếu tẹp lem đang ngồi khóc người ta không chú ý vì không ai lạ gì nó nó là con của một ả xì ke thường lãng vảng trong khu chợ không ai muốn dây vào của nợ đó con nhỏ cứ ngồi khóc thằng đực hất hàm má mày đâu sao ngồi khóc ở đó tao hỏi má mày đâu sao không nói khóc hoài công an nó bắt bây giờ má đi đâu không biết thôi đi theo tao đói bụng rồi phải không con nhỏ nín khóc dương cặp mắt tèm lem nhìn thằng đực và dường như nó thấy có chút gì giống nhau giữa nó và người đối diện nó đứng dậy bước theo và cả tháng nay má con mỹ vẫn bật tâm con rảnh đưa ý kiến thôi thì cho nó theo tụi mình luôn nó nhỏ nhất mình kêu nó là út mỹ đang im lặng thằng vui bỗng lên tiếng cái đồng hồ đó là đồ tốt mà sao họ mua của mình có một trăm ngàn họ thấy mình còn nhỏ nên ăn hiếp thì sao á một trăm ngàn là mừng hết hơi rồi mày ơi mày đi đâu chưa chắc được à thằng đực nói giọng anh cả hồi chiều ăn được tô bún riêu em uống hỏng còn một giọt nước súp nào luôn ngon thấu trời <laughs> thằng mót nói mà còn đưa lưỡi liếm môi nó cứ nghe cái mùi riêu cua phản phất con rảnh vừa kéo áo cho út mỹ vừa nói bằng giọng chị hai ăn ngon một bữa nữa thôi nha. Mưa gió như vậy kiếm cơm ăn no bụng đã may phước lắm rồi. Còn bệnh nữa. Thằng mót không được đòi ăn ngon nữa đó nghe. Tao nói không có nghe, tao bỏ đói luôn. Thằng mót nằm đến thinh, nó sợ con rảnh hơn sợ cợp, Con rảnh như một người chị của tụi nó, khó khăn nhưng rất tốt. Ngoài trời mưa lại trút xuống. Thằng đực nằm ngoài cùng, nó nhích dần vô vì mưa đã tạt con rảnh lờm cờm ngồi dậy lấy tấm ni lông vũ mạnh thằng đực nắm một đầu con rảnh nằm bìa trong kéo đầu còn lại út mỹ xoay người nói mớ rồi ôm chặt con rảnh như một đứa con ôm mẹ con rảnh thương út mỹ lắm vì nó nhớ em nó ở dưới quê với má nó không chịu nổi cái nhìn dữ dằn từ người cha dượng và những trận đòn chí mạng những lúc y đã lắc lứ say nó trốn theo xe đò từ vĩnh long lên sài gòn làm đủ thứ nghề để kiếm ăn. Thằng được kêu nó về nhập băng, vì con rảnh giống chị nó ở quê. Hoàn cảnh thằng được còn thê thảm hơn. Má nó chết khi nó 8 tuổi. Năm sau, nó có người má khác, với thằng con riêng hơn nó 4 tuổi. Bà nó phải làm mướn ở xa. Nó với chị hai ở nhà với người dì ghẻ. Thằng con trai mẹ kế hay ăn hiếp chị em nó. Đực bù rầy thường đánh nhau với nó. Những lần như vậy, Hai chị em nó thường bị bỏ đói. Ba nó về, lại nghe lời người đàn bà ác độc đó. Một lần thằng kia liền thẳng vào mặt chị nó một mảnh vỏ chai. Máu từ trán chị hai thằng đực chảy dài trên mặt. Đực bù rầy nhào tới, đập vào mặt thằng kia liên tiếp mấy đấm. Nó ngã ngửa ra sau, đầu lại da vào một tảng đá. Thằng kia kêu khóc rân trời. Thằng đực dắt chị chạy đi nhờ hàng xóm băng bó giúp. Từ bữa đó, nó không dám về nhà chỉ lẫn lúc nhà hàng xóm tới bữa chị hai đem cơm cho nó nó trốn nhà đi mấy tháng sau đó chị hai không dám đi vì sợ ba thằng được dặn dò chừng nào em kiếm được cái gì về làm em về em rước chị Căn nhà nằm sâu trong hẻm Với một hàng rào dâm bụt bao quanh Nhà lá nhưng không sập sề. Dài bụi hoa hồng hoàng cúc Một cây sứ trắng với cái băng đá Đã lỗ chỗ rêu xanh Chủ nhà là một thanh niên án chừng gần 30 Mỗi ngày anh Lây hoay Ngồi viết bên cái bàn cũ Cạnh cửa sổ Tôi thằng được mỗi lần đi lượm đồ phế thải Hay dòm vô chút xíu Con rảnh nói với cả bọn Chú này giống thầy giáo quá Tụi mày muốn đi học quá, muốn biết chữ không? Thằng chắc cười đưa cái miệng súng răng. Muốn chứ, em muốn học đặng biết chữ. Thằng đực cười buồn. <cười> Thôi bay, ăn còn không có. Ở đó mà chữ với nghĩa. Ở dưới quê á, tao cũng đi học được một năm. Má tao chết, tao nghỉ học luôn. Vậy bây giờ anh còn nhớ chữ không? Thằng mót nghinh mặt hỏi. Nhớ cái con khỉ độ Tao còn nhớ chữ A thôi à. Bữa nay, tai họa lại dán xuống đầu bọn trẻ. Thằng Cô Lũ như một con ma trần đường thằng Đực. Ê, mày ngon rồi ha. Vô mánh mà không đếm xỉa tới mặt tao mày. Mấy đứa kia lùi lại, út mì béo máu, vì thấy gương mặt dữ dằn của thằng cù Lũ. Con rảnh bước thêm một bước sát thằng Đực rồi mau miệng. Dạ, tụi em vô mánh gì đâu anh Lũ. Mày còn léo mép hả? Đứa nào lụm được cái đồng hồ rồi bán được một trăm ngàn hả? Sáu gương mặt tái xanh, chưa đứa nào mở miệng, thằng cụ lũ đã tiếp. Thôi vậy, đưa tao năm chục lẹ lên. Dạ, tụi em đâu còn, anh lũ. Mấy bữa nay ăn gần hết rồi anh ơi. Thằng được hà dòng. Chà, tụi mày sang dữ ha. Mới mấy bữa ăn hết năm chục ngàn, Ăn bao nhiêu tao không cần biết. Đưa tao năm chục ngàn, rồi biến. Dạ, anh Lũ ơi, hết thiệt rồi anh. Không tin, anh xét em coi. Tao xét mày hả? Bộ mày tưởng tao không biết con rảnh mới giữ tiền à? Tao xét con kia kìa. Con rảnh tái mặt. Thực ra còn sáu chục ngàn. Thằng được đưa nó cất ở cái túi may bên trong cái quần nó đang mặc. Nói với thằng đực đều biết đây là tiền dành cho những ngày mưa bão không đi lượm được gì. Thằng cù lũ soi mắt vào con rảnh. Nó chợt nhìn thấy một khuôn ngực vừa nhu nhú như hai cái vú cao. Nó trừng mắt. Đợi tao nói thêm một tiếng nữa. Tao cho đám thằng thông bắt mày bán qua Campuchia là hết đời ngăn con. Con rảnh cũng không vừa. Giỏi thì xét đi. Tôi đã nói không có là không có. Thằng cù lũ vừa bước tới hai bước thì một bốn người xuất hiện chuyện gì vậy người thanh niên trừng mắt nhìn thằng cù lũ thằng mót giọt miệng dạ y ăn hiếp tụi em y đòi lấy tiền của chị rảnh cù lũ ném một cái nhìn như quỷ diệt vào mặt bọn trẻ rồi bỏ đi người thanh niên chẳng xa lạ gì đó là anh chàng ở căn nhà cuối xóm con rảnh vừa hoàng hồn Cảm ơn anh nghe không có anh á tụi em bị nó lấy hết tiền rồi bộ nó hay ăn hiếp tụi em lắm hả Dạ, tụi em đi lượm đồ phế thải mà, bán được phải giấu chứ. Hễ gặp mặt nó là nó lấy hết tiền luôn đó anh. Mỗi ngày, có phải tụi em thường ngủ sau cái bàn bún riêu của dì Tám không? Dạ, tụi em ngủ ở đó lâu rồi. Người thanh niên thở dài, anh nhìn út Mỹ. Con bé cũng dương đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Hình ảnh mấy đứa trẻ chen chúc nhau trong tấm ni lông cũ kỹ vào những ngày mưa gió. Đã làm anh ấy nấy không yên anh cũng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ bà ngoại nuôi anh trong căn nhà ở cuối xóm với cái nghề bán trầu cao ngoài chợ Ngoại mất mấy năm rồi anh cũng vừa xong đại học đang tìm việc làm thằng mót lại nói bằng giọng gian lưng anh binh tụi em bữa nay mai mốt nó cũng ăn hiếp nữa à anh cho tụi em vô ở trong sân nhà anh được không anh đóng cửa đi hoài tụi em ở ngoài hàng ba thôi thằng chắc cũng phù họa theo em nó mà mà anh tên gì Em tưởng anh là thầy giáo chứ Anh tên Trung Anh không phải thầy giáo gì đâu Anh thấy tụi em sống như vậy anh thương lắm Nếu anh cho tụi em về nhà ở Rồi thu xếp công chuyện làm Thì đừng đi lượm đồ phế thải nữa nghe Cả sáu đứa đều không tin vào tay mình Rồi Chúng lại hiểu ra Anh em thằng chắc thằng mót nghĩ tưng lên Thằng được nhìn Trung bằng ánh mắt biết ơn Con rảnh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Út Mỹ và cắn chặt môi để kèm tiếng khóc. Trung vừa xong hai tiết dạy kèm nhóm học sinh lớp 9. Anh quầy quả ghé qua chợ mua chút cá chút rau. Vậy là tụi nhỏ đã sống chung với anh được hơn 4 tháng rồi. Mọi thứ cũng tạm yên. Thằng được đi chung với thằng Mót, thằng Vui đi với thằng Chắc, Mỗi ngày chúng bán vé số Con rảnh đi rửa chén phụ một quán cơm do Trung giới thiệu Út Mỹ ở nhà Buổi tối Trung dành 2 giờ dạy tụi nó học Căn nhà hiu quạnh của anh gian tiếng nói cười Trong sớm có người khen ngợi việc làm của Trung Nhưng cũng không ít lời dè biểu Trung đi dạy kèm rồi đi tập việc ở một trung tâm thương mại Anh sắp xếp giờ giấc thật hợp lý để đảm bảo việc quản lý tụi nhỏ ở nhà còn rảnh là đứa con gái giỏi vắng siêng năng Hết việc chỗ làm Nó về quét dọn nhà cửa Chăm chút như lúc còn ở quê Trung vui vì mình đã làm được điều tốt đẹp cho bọn trẻ Còn bọn chúng vui vì có công việc ổn định Và chỗ ăn ở đàng hoàng Mỗi ngày được bù rầy để báo cáo rõ chuyện mua bán vé số của tụi nó với Trung Chúng không dám có một chút gian trá và tiền bạc Trong lòng chúng trung như một người anh, một người thầy mà chúng hết sức quý trọng. Thằng Đực cắm đầu chạy một hơi về nhà, đúng lúc Trung vừa mở cổng. Nó hỗn hển vừa thở vừa nói. Chứ anh Trung ơi, anh Trung ơi, con rảnh bị tụi thằng cù lũ bắt rồi anh Trung ơi. Sao lại bắt? Em nói anh nghe rõ coi. Thằng Đực hít một hơi, đưa tay lên ngực như để dằn trống ngực đang đập loạn xạ. Mấy bữa nay, tụi thằng cù lũ chặn đường biểu em phải nộp tiền cho nó như lúc trước. Nó nói tụi em bây giờ ý lại có anh che chở nên làm phách. Mấy bữa nay nè, em không đưa tiền cho nó. Nên hôm qua, nó nói hả, nó bắt con rảnh bán qua Campuchia. Em tưởng nó chỉ hâm dọa thôi. Ai dè, hồi nãy ghé quán cơm, con rảnh không có ở đó. Nó bị bắt rồi anh ơi. Mà sao tụi nó đòi tiền, mà không ai nói cho anh biết vậy? Em thấy anh đi dạy, đi làm cực khổ quá nên không có dám nói. Sợ làm phiền anh. Chứ lại em đâu có biết tụi nó làm thiệt đâu thôi được rồi tụi thằng cụ lũ thường ở đâu tụi nó ở khu vực đầu chợ anh nó thường lãng giảng khu siêu thị trung biểu thằng được đi bán như thường và anh đi nhanh ra chợ thằng chắc lên cơn sốt trung đưa nó đến bệnh viện sau khi đã uống ba lần thuốc mà không bớt chắc được nhập viện thử máu kết quả sốt xuất huyết cấp hai trung đành nghỉ dậy một ngày túc trực bên nó tôi thằng được những tranh thủ bán rồi dạy vô thăm hai năm trước má thằng chắc chết vì nhồi máu cơ tim mẹ con nó vốn không nhà cửa sống nhờ dĩ hè năm này qua tháng nọ má nó quét chợ tôi nó phụ dọn rác và lượm lặt những thứ bán được để sống qua ngày. Ngày người ta chôn cất má nó, tụi nó xin đi theo thằng Đực. Cả nhóm bụi đời tụi nó rất thương nhau, vì thằng Đực là thằng rất trọng nghĩa khí. Chiều nay, thằng Đực dẫn thằng Vui thằng Mót đến xếp hàng cho phát cơm cháo từ thiện. Nó chắc chưa từ đồng tiền kiếm được. Nó biết anh Trung đã đối tốt và cũng nhọc nhằn vì tụi nó nên nó muốn chia sẻ chút nào hay chút đấy, Mỗi phần cơm được hai lát thịt mỡ mỏng và mấy miếng củ cải kho. Được múc thịt cho vào phần của thằng Mót. Nó chỉ cần có cơm no bụng. Thằng Mót chợt méo máu. Chừng nào kêu rảnh mới về hả anh? Em nhớ chưa rảnh quá à. Thôi, mày im đi. Đã đầu thúi ruột rồi còn khóc còn méo đi nữa. Nhưng mà em nhớ chưa rảnh... Thôi, nín. Đang rầu rầu, Mắt thằng được bông sáng lên Nó vừa ngó thấy thằng cù lũ cách đó không xa Nó chạy vội vào phòng Chỗ Trung đang ngồi canh chừng thằng chắc Anh anh Em thấy thằng cù lũ rồi anh ơi Nó nắm tay Trung chạy như bay Trung nhìn thấy thằng cù lũ đã chần ngay lại Mày đứng lại cho tao hỏi Mặt thằng cù lũ tái xanh Nhưng vốn là một thằng đầu được xó chờ Nó cũng gan liệt không kém Anh làm gì chặn đường tôi Mày bắt con rảnh em đi đâu Tao đã báo công an rồi Mày không chạy được đâu Tôi... Còn thích. tôi... tôi đâu có biết gì đâu. Để tao đưa mày tới công an, con mày biết không? Cả đám người bu lại, thằng cua lũ chột dạ, Trung chần đầu. Có mấy người thấy tụi mày tới quán cơm kêu con rảnh ra rồi dẫn nó đi luôn. Có không? Thật ra, Trung chỉ đoán mò theo cách tri của mình. Buổi sáng đó, con rảnh dẫn tới quán làm. Chừng tám giờ, nó đi mua đồ cho chủ rồi không về. Đó là lời khai của chủ quán cơm trung ghi tiếp đoạn sau rồi chần đầu thằng cù lũ lúc đó một bảo vệ bệnh viện đi tới chuyện gì vậy móc tối hả trung nhìn xoáy sâu vào mắt cù lũ thằng này chỉ giỏi ăn hiếp đám bụi đời nhỏ hơn nó cái nhìn của trung đã làm nó chột dạ mày nói thiệt đi không thì tao giao mày cho công an trong đám đông bỗng có một người lên tiếng thằng này á à, mới bữa trước giật sổ dĩ kỳ của người ta trong chợ nè đúng à đúng là nó rồi thằng cù lũ không còn chút máu nó xuống giọng anh, anh tha cho em em biết tụi bắt con rảnh nhưng mà không phải em làm làm sao tôi tin mày được bằng thằng thông với bà út rỗ đã để ý con rảnh lâu rồi tụi nó có đường dây đưa người qua campuchia em không có dám gạt anh đâu em nói rồi anh tha em đi băng thằng thông hoạt động ở đâu ở bến chợ chỗ đó nó dễ dòm ngó đám con gái dưới quê lên em biết chỗ thằng thông em biết bà út rõ luôn trung ngẫm nghĩ thằng đực chỉ nghe cù lũ hâm dọa chứ không tận mắt thấy cù lũ bắt người bây giờ nó cung cấp tin tức như vậy cũng có thể nói thật trung quay qua cù lũ tao tạm tin mày chừng nào tao chưa kiếm được con rảnh mày còn phải gặp tao nhưng mà anh đừng có nói em khai vậy nghe tụi thằng thông nó dữ lắm tụi nó đánh em chết trung rời bệnh viện đến trình báo với công an những gì thằng dự nói thêm hai tuần nữa trôi qua chuyện con rảnh vẫn không khá thêm được chút nào về phía công an họ nói vẫn đang theo dõi để bắt quả tang và tròn ngổ thằng chắc đã đi bán được tuy sức khỏe suy giảm nhiều nó không chịu ở nhà nó biết mình phải làm gì đó để anh Trung đợi vất giả hơn Buổi chiều cả nhà đang quay quần chuẩn bị ăn cơm thì một người hàng xóm đã hầm hầm tới trước cổng hét lớn: "Cậu Trung đâu? Cho cậu giỏi chứ chấp cái tụi bụi đời ma quỷ đó. Bây giờ tôi mất cả xe đạp rồi, cậu tính sao đây?" Trung ngạc nhiên bước ra. Đó là bà Hai cơm tấm, người được coi là ăn nói bừa bãi nhất xóm Trung nhỏ nhà. "Dạ có chuyện gì vậy dì Hai?" tôi mới dựng chiếc xe đạp trước nhà, quay ra quay vô thì mất rồi." "Xóm này hồi giờ đâu có mất mát gì đâu." bây giờ á dạ bây giờ thì sao gì cậu đem tụi bụi đời lang thang vô ở tôi nghi ngờ lắm chuyện con đem tụi nhỏ về ở chứ chuyện gì mất xe đâu có dính gì tới nhau đâu gì vì mất xe thì đi trình báo với công an người ta sẽ giúp tìm kẻ cấp còn mấy đứa nhỏ tuy là tụi nó bụi đời lang thang nhưng con biết tụi nó không phải là người xấu đâu gì ơi bà hai hứa một tiếng ném tia nhìn dữ dội về bọn trẻ vừa lúc đó thằng con trai bà chạy tới Má, má ơi, không có mất xe nữa, anh hai lấy xe đi mà. Thiệt không? Dạ thiệt, con thấy ảnh đi hồi nãy. Bà hai lúng túng, trung cười đỡ lời. <cười> vậy là không có mất mà, đúng không gì? Bà hai sườn sùng bỏ đi một nước, thằng đực cằn nhằn. Sao ai cũng nghĩ xấu cho tụi em hết anh Trung? Đâu phải bụi đời là xấu hết đâu. Tụi em đâu ăn cắp của ai? Sao người ta nghĩ như vậy? Thì tại người ta thấy một số trẻ bụi đời xấu nên úp chụp vậy mà quan trọng là tụi em phải sống tốt để người ta không còn nghĩ xấu về mình ngoài sân bỗng xuất hiện người công an khu vực anh ra dấu gọi trung à đã có tin của em rảnh rồi ở quần vừa báo xuống đã bắt gọn đường dây dụ dỗ mua bán trẻ gái qua bị giới à có bảy đứa trẻ được giải cứu kịp thời có thể vài ngày nữa em rảnh được về nhà trung mừng rỡ bắt tay anh công an tôi nhỏ vỗ tay nhảy nhót một luồng sinh khí đã ùa vào căn nhà tổ ấm của họ. Hai ngày sau, con rảnh về tới nhà. Út Mỹ ôm chầm lấy chân nó méo máu. Chị đi đau lâu quá à, em nhớ chị lắm á. Thiệt là hú hồn. Con rảnh chưa bị xâm hại, nó đang bị nhốt cùng mấy đứa con gái khác thì được giải cứu. Nếu Trung không sớm khai báo, thì đời con rảnh chẳng biết ra sao. Trước mắt, anh chỉ giúp tụi nhỏ không phải đói lạnh, nhưng đây không phải là giải pháp tốt nhất anh muốn tụi nó phải về với gia đình anh định sẽ trình bày hoàn cảnh tụi nó với tổ chức chữ tập đỏ của phường bây giờ tụi nó đang vui vì đoàn tụ nhưng mai đây chúng sẽ trở về với gia đình chúng phải được sống hạnh phúc ở nơi chúng đã sinh ra để biết những tội lỗi ăn năn cuối đầu để biết mình là đôi xa xăm cõi đời trăm năm sắp ngầu chân tâm nghe quanh ta còn chút dư âm cuối đầu gọi thức dậy một giấc chiêm bao cúi đầu gọi tâm hồn một thoát lao đau chấp nhận thương đau sống thật cho nhau khơi con tim tin yêu hơn để rồi sau đó trời vời phiêu bạt xa xôi mịt mờ trong sương phố cho nhau khơi con tim tin yêu hơn để rồi sau đó ngước mặt lên ta hiên ngang sống được làm người thôi dòng chơi số phận lạc loài không còn chơi vơi phiêu bạt xa xôi Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với truyện ngắn Nghề nguy hiểm của nhà văn Nguyễn Thu Phương, quà của mẹ của nhà văn Nguyên Hương và truyện ngắn Những cánh chim bạc gió của nhà văn Trầm Nguyên Ý Anh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.